Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay thì mình đã có mặt tại Game Center và tại sự kiện ra mắt FPT Playbox phiên bản mới, phiên bản Plus 2019. Và hứa hẹn rằng là chúng ta sẽ có thể làm được rất nhiều điều với chiếc FPT Playbox đời mới này. Chúng ta có thể là dùng giọng nói để điều khiển này, chúng ta có thể chơi game được này, và chúng ta có thể xem rất là nhiều loại nội dung 4K ở trên FPT Playbox Plus 2019. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cái sự kiện và xem là có những cái gì này hay này, hay là thực sự thì FPT Playbox Plus có thể làm được những gì. Cùng bắt đầu nhá. Như các bạn có thể thấy thì ở đây không gian của sự kiện lễ ra mắt FPT Playbox Plus 2019 rất là sang trọng, và FPT cũng rất là chu đáo khi mà đã chuẩn bị cho tụi mình cũng như là anh em chúng ta ba khu vực để có thể trải nghiệm riêng. Mỗi một khu vực thì sẽ là một cái bối cảnh để chúng ta có thể sử dụng FPT Playbox. Ví dụ như căn phòng mà mình đang đứng ở đây thì sẽ là căn phòng của một bạn nhỏ đấy, có cả mấy cái đồ chơi của các bạn nhỏ này, rồi bàn để có thể tập tô đấy. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là đây, FPT Playbox phiên bản 2019 của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái phiên bản FPT Playbox Plus 2019 này. Thì nói một chút về cái điều khiển đi. Bởi vì là cái cục chính của chúng ta, cái hộp chính của chúng ta thì nó sẽ không có quá nhiều khác biệt đâu các bạn. Trông thì cũng giống như là đời cũ thôi. Đấy. Còn trong cái điều khiển này ấy, thì nó đã được tích hợp. Trước đây thì FPT Playbox thì chúng ta sẽ cần phải có cả hai cái điều khiển khác nhau. Thế nhưng mà bây giờ thì đã được tích hợp chỉ còn một cái thôi. Và bây giờ thì cái điều khiển này nó đã có thể có nhận diện giọng nói của Google luôn. Ok, ví dụ như bây giờ mình không muốn phải gõ cái từ khóa điện thoại vui TV quá nhiều đi, thì mình sẽ có thể tìm kiếm trực tiếp bằng giọng nói. Điện thoại vui TV. À, đấy, ra ngay. Thì đó là một cái ví dụ của cái việc là chúng ta có thể sử dụng điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra thì chúng ta có thể hỏi là thời tiết hôm nay như nào bằng Google Assistant. Ví dụ thời tiết hôm nay thế nào. Đấy, chúng ta có thể xem thời tiết các thứ rất là dễ dàng với cái điều khiển này. Ngoài ra thì cái điều khiển này chúng ta có thể dùng để chúng ta điều khiển tắt được, bật tắt được đèn ở trong nhà này, hay là bật tắt những cái thiết bị thông minh trong nhà, ví dụ máy hút bụi chẳng hạn. Đấy. Rồi, nói đến những cái tính năng về giải trí ở trên FPT Playbox, thì từ xưa đến nay thì FPT Playbox đã nổi tiếng là có những cái nội dung 4K rất là đỉnh. Đấy, thì nhìn chung đây là một cái sản phẩm mà theo mình thấy là một cái sản phẩm made in Việt Nam, và nó đã có rất là nhiều cái năm để có thể xây dựng và phát triển, 4 năm rồi các bạn. Và đến bây giờ thì mình thấy rằng nó đã rất là hoàn thiện khi mà mình có thể một cái điều khiển này. Chúng ta có thể tìm hiểu bằng giọng nói, chúng ta có thể điều khiển những thiết bị thông minh ở trong nhà. Và một điểm mà mình rất là thích đó chính là FPT Playbox năm nay thì đã hợp tác với lại Gameloft, một cái nhà phát hành game rất là nổi tiếng. Và chúng ta hoàn toàn có thể chơi những cái tựa game ở trên cái FPT Playbox này. Như vậy là các bạn chỉ cần phải mua một cái FPT Playbox này có mức giá chỉ 1,5 triệu là các bạn có thể có luôn, thay thế luôn một cái hệ thống chơi game này. Các bạn có thể điều khiển những thiết bị thông minh ở trong nhà này, và các bạn sẽ có những cái nội dung 4K và những cái nội dung giải trí rất là đỉnh ở trên TV của các bạn. Đấy, rất là hời đúng không? Nhìn chung thì mình đánh giá rất là cao cái sản phẩm FPT Playbox này, bởi lẽ rằng là nó nghĩ cho người dùng của chúng ta, người dùng Việt Nam, và nó có những tính năng nhận diện tiếng Việt. Mình có thể điều khiển giọng nói ở trên cái FPT Playbox này, và mình có rất là nhiều những nội dung mà phù hợp với người Việt, được có tiếng Việt ở trên cái FPT Playbox này, rất là đỉnh. Còn bây giờ thì xin tạm biệt, hẹn lại các bạn những video lần sau của Điện thoại Vui TV. À quên, bạn nào mà có mong muốn là sở hữu cho mình một cái chiếc FPT Playbox Plus 2019 này thì có thể click vào đường link ở phía bên dưới của Cellconnect. Các bạn sẽ có ngay mức giá cũng như là có thể mua ngay lập tức. Ok, xin tạm biệt, hẹn gặp lại.